thế là một ông vua, một bà hoàng hậu giờ đây đã trở thành hai kẻ ăn mày, còn ngôi báu đã thuộc vào tay một lũ nháo nhào, thế mới biết nhân nào quả ấy. Kẻ thì vua triều vua quý, còn người hiền lương thì vua lại đuổi đi. Để đến hôm nay mặt rồng mèo mó đi dạ, tâu đức vua và hoàng hậu hay đó. Dạ, hoàng hậu mới đi lần đầu cho nên chưa biết cách xin ăn, vậy bái học của con câu hát này để mà kiếm sống. Vải đây bà hãy che đôi mắt lại, giả người mù lòa thì khách thập phương người động lòng chắc ẩn. Hai ông bà dắt díu nhau, ông kinh phong qua giật, bà đôi mắt lui mù, ai trông thấy cũng phải mũi lòng. Giờ thì bà hãy ngồi xuống đây, bà ngồi xuống đây gõ phách con hát bà nghe theo nhé. Mẹ kể từ khi nghĩ con nghe ở thời chứ mẹ kể từ khi mới tình con đã biết tình trong thương, ai hay tại đôi mắt tôi đuổi mù. Tưởng rằng trời sáng, ai ngờ tối đêm, chồng tôi thời phong thấp này méo mồm, lại thêm co giật lên cơn cả ngày, con tôi thời con tôi hai á mày ngại. Con tôi hai á mày ngại, dù nhau ngồi tốt lên ngai bất vì ôi hòn vàng tôi đã đem đi, còn rất để lại lấy gì tựa nương cạnh tình này ơi, con ơi nghĩ đến mà thương. Biết lấy